Hôm nay chúng ta cùng thử tài với đuổi hình bắt chữ nhé, với các hình ngộ nghĩnh ẩn chứa bên trong là những từ ngữ. Các bạn cùng mình tìm cách từ đó nha. Câu thứ nhất, hình ảnh người đàn ông táo hỏa khi thấy lửa ở túi quần mình cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm nhé. Câu thứ nhất, đó là từ chết túi, có nghĩa bóng là hết tiền đó các bạn. Câu thứ hai, hình ảnh lão Trư đang lẩm bẩm các con số với máy tính trên tay cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm câu trả lời. Đáp án câu 2, đó là từ giới tính nhé bạn. Câu thứ 3, hình ảnh gợi ý trên dễ dàng cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm nhé. Đáp án câu thứ 3, đó chính là từ ngữ quy nhé. Câu thứ 4, mũi tên hướng về con chuột máy tính màu trắng cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm nhé. Đáp án câu thứ 4, đó là từ chuột bạch nhé. Câu thứ 5, một chiếc răng hùng hổ quát mắng chiếc răng còn lại thì cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm nhé. Đáp án câu thứ 5, đó chính là từ răng khôn. Câu thứ 6, hình ảnh những chiếc hoa được cắm vào trong 6 chiếc bình cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm nhé. Đáp án câu thứ 6, số 6 trong tiếng Hán Việt là lục, nên ta có từ cần tìm đó là hoa lục bình. Câu thứ 7, hình ảnh số 3 và số 7 trong một bể nước cho ta bắt được chữ gì? Bạn có 15 giây để tìm. Đáp án câu thứ 7, số 3 thì chìm, số 7 thì nổi, nên ta có từ 3 chìm 7 nổi. Câu thứ 8, từ những hình ảnh gợi ý như tiền đồng, cam, dấu cộng và một người cơ cực, ta bắt được chữ nào? Bạn có 15 giây để tìm nhé. Đáp án câu thứ 8, tiền đồng, quả cam, dấu cộng, người nghèo khổ, ta tìm được từ đồng cam cộng khổ. Câu thứ 9, từ những hình ảnh gợi ý như lá cờ nước Mỹ, dấu chân và con cá, ta bắt được chữ nào? Bạn có 15 giây để tìm. Đáp án câu thứ 9, hình quốc kỳ Mỹ, dấu nhân, con cá trong từ Hán Việt là ngư, nên ta tìm được từ mỹ nhân ngư. Các bạn thật tuyệt vời. Bạn sẽ ngày càng tinh mắt và nhanh nhạy hơn nếu luyện tập thường xuyên. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.